bảy biểu hiện chính của thiếu canxi. Thiếu canxi là gì? Nhiều người cho rằng canxi chỉ có mối liên hệ với sức khỏe của xương, nhưng các chuyên gia nói rằng nó ảnh hưởng đến nhiều chức năng. Và trong Bộ Y tế thì nó nói rằng một trong những khoáng chất phổ biến nhất trong cơ thể con người chính là canxi. Khi thiếu canxi thì cơ thể gặp tình trạng hạ nồng độ canxi trong máu. Có nhiều nguyên nhân cơ bản có thể gây ra tình trạng hạ canxi máu, nhưng yếu tố nguy cơ phổ biến nhất là lượng vitamin D thấp và tuyến cận giáp tiết ra lượng hormone thấp bất thường. Và đây là những cái biểu hiện chính của việc thiếu canxi. Chúng ta, những người mà bị thiếu canxi, chỉ phát triển các triệu chứng nhẹ và một số không có triệu chứng. Tuy nhiên, đây là những cái biểu hiện của tình trạng thiếu canxi mà bạn có thể nhận thấy nếu cơ thể thiếu ở mức độ thấp mãn tính. Thứ nhất là bị chuột rút và co thắt cơ. Canxi rất quan trọng cho sự co cơ, vì vậy nếu thiếu canxi thì bạn có thể thấy đau nhức, chuột rút và co thắt cơ. Thứ hai là tim đập nhanh. Khi thiếu canxi, nó có thể trì hoãn các tín hiệu điện điều khiển nhịp tim, dẫn đến nhịp tim không đều hoặc tim đập nhanh. Tuy nhiên, nhiều nguyên nhân tiềm ẩn có thể gây ra tình trạng tim đập nhanh, bao gồm mất cân bằng hai chất điện giải khác là magie và kali. Điều quan trọng là phải nói với bác sĩ nếu bạn gặp triệu chứng này. Thứ ba là chúng ta bị ngứa gan hoặc là tê. Các trường hợp hạ canxi máu nặng có thể làm suy giảm chức năng thần kinh. Và phòng khám chúng ta cho biết rằng khi mà xảy ra cái tình trạng này thì tê và ngứa gan có thể xảy ra ở ngón tay, ngón chân, môi, lưỡi hoặc là bàn chân. Móng tay yếu hoặc dễ gãy. Canxi cần thiết để duy trì móng tay chắc khỏe. Nếu bạn nhận thấy xương của mình giòn, mềm hoặc thường xuyên bị gãy, điều này có thể cho thấy bạn không nhận đủ canxi. Da khô và tóc khô cũng là hai triệu chứng khác liên quan. Gãy xương. Xương của bạn không chỉ tăng trưởng và phát triển theo thời thơ ấu mà còn tiếp tục thay đổi trong suốt quá trình trưởng thành. Nếu hạ canxi máu dẫn đến cứng loãng xương, điều này có thể ảnh hưởng đến tính trọn vẹn của xương, khiến cho bạn dễ bị gãy xương hơn. Mệt mỏi. Có lượng canxi rất thấp, cơ thể khiến bạn bị mệt mỏi nghiêm trọng. Và chúng tôi cho rằng mệt mỏi có thể do hạ canxi máu thường xuyên hơn người ta nghĩ. Tất cả sợi cơ đều sử dụng canxi ion hóa làm phân tử điều hòa và truyền tín hiệu chính. Và cuối cùng là chúng ta bị trầm cảm hoặc lú lẫn. Đôi khi những người bị hạ canxi máu cũng sẽ phát triển một số triệu chứng thần kinh hoặc là tâm lý nhất định, bao gồm trầm cảm, lú lẫn, mất trí nhớ, mê sảng và ảo giác. Do đó canxi rất là quan trọng, nên chúng ta hãy bổ sung đầy đủ mỗi ngày. Nhưng các bạn bạn nên lưu ý những cái đặc điểm này để chúng ta biết cái tình trạng sức khỏe của mình ha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe mình chia sẻ. Các bạn thấy hay hãy nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.